Thì đây là cái kết quả của mình nè. Bây giờ chúng ta sẽ mở lên file open lesson số 06 bài 07 ha. Chocolate thì mở hết lên. Rồi, thì đây là cái kết quả của mình nè. Kết quả của mình thì chúng ta cứ làm theo mấy thông số mà đề yêu cầu. Thì trước tiên thì chúng ta cũng new một trang mới với cái kích thước của nó bằng với lại cái file final chocolate. Rồi, ok. Đây hai file bằng nhau. Rồi, vậy chúng ta sẽ làm theo hướng dẫn này. Ví dụ như là chúng ta gọi chữ love ha. Đó, chúng ta gọi chữ love thì chúng ta dùng bộ test click một điểm. Rồi, chúng ta gọi chữ love vô. Rồi, sau đó cũng tăng cái thứ chữ lên. Đấy. Rồi sau đó chúng ta tăng cái tích chữ lên cả trung T. Rồi, ok, chữ như vậy. Rồi sau đó thì chúng ta đọc đọc mấy cái thông số này nè và chúng ta làm theo thôi. Đó, ví dụ như thông số 1 ha. Thông số 1 thì chúng ta những cái gì có tích á, là mình có làm. Ví dụ thứ trước tiên là drop shadow. Drop shadow là màu xanh nó đang chọn cái này nè thì chúng ta cũng xài hiệu ứng như vậy. Và mình chế độ là multiply màu nâu, opacity 75%, góc của nó là 120 độ và những cái thông số 505. Đó, cứ làm theo như vậy là nó ra thôi, nhưng mà tôi đọc hiểu nó là tạo một cái bóng độ trước. Đó, như vậy đối với chữ lớp này chúng ta dùng fx xài hiệu ứng là rough shadow là bóng độ. Rồi, bóng độ này và cái bóng độ chế độ hòa trộn của nó là multiply multiply màu của nó, hút cái màu này nè, hút màu này của cái đề nè, ok để nó mang cái màu này qua. Rồi cái opacity là 75%, thì đây không gần giống 100% nhưng mà ra chỉnh gần gần như vậy. Rồi cái này là 120 độ và cái này là 0505, tức là 5 pixel 0 và 5. Đó, như vậy thì nó nghiêng chiều này. Thì đây cũng không cần giống 100%, chúng ta chỉ cần dùng chuột á, chúng ta kéo cho nó giống giống vậy là nó ra rồi, thì cũng là khoảng đó à. Rồi ok là xong. Rồi như trước tiên là cái hiệu ứng là thông số 1 như vậy là thành công ha. Rồi chúng ta đóng lại. Rồi chúng ta chuyển sang thông số số 2. Rồi cái thông số 2 này. Nè, thông số 2 này. Rồi, thông số 2 thì chúng ta xài một cái hiệu ứng là inner glow là tỏa sáng ở bên trong. Và hòa trộn là screen 75% và màu nâu và mấy cái chốt phải sai thông số như thế này. Đó, thì ở đối với chữ lớp này tương tự như vậy nè, chúng ta cũng dùng hiệu ứng fx dùng cái inner glow là tỏa sáng ở bên trong. Rồi cái hòa trộn screen 75% màu hút cái màu nâu này vô tiếp. Ok. Rồi sau đó thì cái thông số dưới đây thì chúng ta cho là chốt 81%. Khỏi đó không cần chính xác. Rồi, cái size thì lớn lên thì nó ẩn ở bên trong á, cái inner glow nó tỏa sáng ở bên trong. Rồi khoảng như đây. Rồi cái range này là 100% nè. Cái này là 98%. Rồi nhấn ok là được. Nó là inner glow. Rồi sau đó xong rồi cái xong thông số 2 rồi á, chúng ta sẽ qua cái thông số số 3 là cái này. Thì cái này người ta xài một cái hiệu ứng là Paper Emboss. Rồi chúng ta fx Paper Emboss là nó vát đi, nó vát nghi bên trong. Thì với vát này chúng ta xài cái inner bevel là nó vát ở bên trong nè. Còn cái technique nó người ta xài là cheese hack. Cheese hack thì depth của nó là cỡ 100, khoảng đó thôi, không cần chính xác 100% đâu, khoảng đó. Rồi cái này cho up size của nó bằng 54 nhau, còn khoảng đó. Rồi cái góc này 120 độ. Rồi hòa trộn cái highlight mode này là strange. Cái này là 75%. Multiply màu đen 75%. Đó, thì tôi thấy là khi mà não có phát như vậy á, thì dưới này nè
thành cái thẻ, những cái thỏi đúng không? Thỏi nghiêng nghiêng này. Rồi ok. Rồi thì đó chính là cái Bavarian Box. Rồi chúng ta làm cái Bavarian Box này trước nha. Nó thì thông số như này. À, nếu mà Bavarian Box thì cái màu của nó, cái này là màu màu trắng. Rồi ok. Rồi đó là thông số 3. Và cuối cùng là thông số 4. Thông số 4 thì thông số 4 thì chúng ta sẽ xài cái tester, cái tester của cái Bavarian Box đó. Rồi cái tester của nó nè, của Bavarian Box, chúng ta double click vô cái Bavarian Box của cái file chúng ta làm cái Bavarian Box hồi nãy. Rồi chúng ta chọn cái tester nè. Đó, cái gọi là cái tester là cái một cái hình ảnh. Hình ảnh phía bên trong của cái chữ này nè. Thì cái pattern này nè. Đó, chúng ta mới soạn ra, chúng ta lấy cái hiệu ứng giống như là đề cho nè. Thì nó mới tạo hiệu ứng rằng riêng giống như cái hỏi sô-cô-la. Thì cái phiên bản của nó đó, là cái phiên bản cũ á, thì nó sẽ có hiệu ứng này. Và cái mới này á, nhiều khi chúng ta phải kiếm nha, khi không phải lúc nào cũng có không có hiệu ứng đó, rồi mình chọn hiệu ứng tương tự thôi nha. Tại vì cái version 2020 này nó sẽ không có. Rồi, chúng ta lấy cái hiệu ứng này đi. À, tùy máy nha, có máy có hiệu ứng, có cái hiệu ứng thông số, có cái màu sắc này này, cái pattern này này. Máy này không có thì xài lấy cái khác tương tự nha cũng được. Rồi, chỉnh cái scale tỷ lệ của nó này, chúng ta có hình dáng. Rồi, ok. Rồi, về màu sắc của nó thì chúng ta vô cái phần là đổi màu của nó, tức là cái test ban đầu chúng ta chưa đổi thì chúng ta vô color overlay này để hút cái màu. Mình nhấp vô cái màu nâu. Rồi ok nè. Rồi. Rồi sau đó chúng ta có thể trở về lại mấy cái bảng điều khiển này nè. Chúng ta có thể thay đổi thêm cái thông số này cho nó khác đi một tí. Cho nó cảm giác như nó có chiều sâu hơn. Nó ra cái cần, nó ra cái dạng sô cô la nhiều hơn. Rồi inner glow. Nói cái này chúng ta không cần bám theo cái đề nữa, cái này chúng ta tự làm. Rồi ok. Đó như vậy đó. À, tại vì chúng ta khác với chỗ là chúng ta không có cái họa tiết họa văn của cái đề này thì mình lấy họa văn khác mình gắn vô thôi. Đó, nhưng mà dù sao màu sắc với cái kiểu cách làm thì nó y chang như vậy. Rồi xin mời lúc mình phố lại cho thầy nha. Rồi xin mời lúc mình làm thầy cái bài này. Rồi thầy lưu phim lại.